Lolo xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và xen kẽ những cái video là những gợi ý nước hoa mùa hè mà mình đang làm trong thời gian tôi vừa rồi, thì sẽ là những cái video review một vài cái phiên bản mới của những chai nước hoa mà đã làm cách đây 1-2 năm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về Rasasi. Đây là Hagwad For Him phiên bản Ai vừa mới ra mắt vào năm nay. Có rất nhiều những cái lời hỏi rằng năm ngoái thì anh có chia sẻ rằng phiên bản gốc là một cái chai nước hoa có thể đi hẹn hò vào buổi tối mùa hè rất ok. Thế thì cái phiên bản nâng cấp mới này Flanker ra mắt vào năm 2024, nó có đáng mua hay không? Và nếu như nó đáng mua thì nó sẽ phù hợp với phong cách ăn mặc và cái khí hậu nhiệt độ cụ thể ra sao? Video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau một cái thời gian trải nghiệm, cảm nhận và so sánh hai mùi hương này với nhau. Và bắt đầu thôi, let's go. Đầu tiên thì mình khuyến khích các bạn nên xem lại cái video về cái phiên bản gốc mà mình đã review năm ngoái ở cái đường link ở phía trên này đâu đó, hoặc là các bạn có thể tìm trên các nền tảng khác nhau thì mình đều đã review về em này rồi. Và mình nhớ không nhầm, con này mình còn cho vào lít nước hoa Mua Đi Đừng Hỏi ở bên kênh TikTok năm ngoái, cũng nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái phản hồi trái chiều khá rõ rệt. Cái này thì mình cũng rất là ok thôi, tại vì tất cả những cái bình luận, đặc biệt là ở bên kênh YouTube của tôi, thì tôi luôn luôn có một cái thói quen, đó chính là tôi duyệt hết lên để cho các bạn có những góc nhìn trái chiều với nhau, để các bạn có được cái lựa chọn phù hợp nhất đối với cá nhân của các bạn. Và mình rất thích xem những cái video, những cái kênh mà nó luôn luôn duyệt hai cái góc nhìn, để cho chính bản thân mình biết được rằng à, cái video nào, cái mùi hương nào, cũng như là cái bình luận nào nó sẽ phù hợp với cá nhân mình. Và nếu như nó có những cái phản ứng trái chiều hay là những cái quan điểm không được đúng ý với người làm video lắm thì lý do vì sao, thì đây là một cái mà tôi rất thích và tôi luôn luôn duyệt tất cả, đặc biệt là ở bên nền tảng YouTube này. Cái phần bình luận trái chiều nhiều khi nó bị vào cái phần comment hạn chế thì tôi cũng duyệt hết lên. Đây là một cái mà tôi thường xuyên làm và làm hàng ngày luôn. Đến bây giờ tôi vẫn rep những cái bình luận đấy thường xuyên. Thì các bạn có thể xem ở cả hai nền tảng để có được những cái góc nhìn mới. Và tại sao mà những cái con như kiểu Rasasi, Hagwad For Him này nó lại bị những cái bình luận trái chiều, có thể nói là đôi khi nó ngang bằng hoặc nhiều khi nó còn hơn. Thực ra ấy, cái cách đây khoảng tầm 3 năm thì cái trend nước hoa clone, nước hoa Dubai nó rộ lên rất là nhiều. Và khi đó thì mọi người tìm đến những cái phiên bản clone vì giá thành nó rẻ. Và sau một thời gian thì cảm giác chúng ta có xu hướng rằng thoát ra khỏi cái trend thời kỳ đó, và chúng ta bắt đầu quay lưng lại và chê những cái sản phẩm đến từ những nhà nước hoa Dubai rằng là mùi nó synthetic, mùi nó hóa học. Đây là một cái mà mình thấy rằng là khi mà một cái hiện tượng nó nổi lên và nó tồn tại trong một thời gian dài, và để đào thải nó thì có một cách là đi ngược lại với những cái dư luận, một cái mà mình thấy ở Việt Nam xuất hiện cực kỳ nhiều. Thực ra thì nếu như Rasasi, Hagwad For Him này nó ra mắt cách đây 3 năm thì mình nghĩ là nó được tung hô lên trời xanh rất rất nhiều. Nhưng mà với cái xu thế hiện tại, mọi người bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, mũi mọi người cũng khó tính hơn, và nhiều người thì cũng đi theo quan điểm của số đông, đó là chưa ngửi nhưng mà nghe đến Dubai thôi là mọi người đã bị dè chừng rồi. Thế nên là những cái nhà hương Dubai bắt đầu cập bến thị trường Việt Nam vào thời điểm này thì có vẻ là một trong những cản trở khá khó khăn. Nhưng mà trên kênh của mình thì con nào ngon thì mình vẫn muốn giới thiệu với các bạn thôi. Và con Hagwad phiên bản Ai này là phiên bản ra mắt vào năm 2024. Thực ra thì tôi thấy cũng chưa có ai review con này quá là kỹ lưỡng cả. Nhưng mà những cái phản hồi trái chiều của con này tôi nhận được cũng khá nhiều, cũng khá là tò mò. Thế nên là cũng dành cho nó nhiều thời gian hơn để test. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem về cái thiết kế nhá. Đầu tiên thì chính là hai cái size dung tích của nhau thì là y hệt luôn, không khác gì cả. Các bạn có thể nhìn ở bên cam bên này đó. Cái màu thì cái con phiên bản gốc nó sẽ có một cái màu hơi tím phớt phớt thôi. Còn cái phiên bản này, phiên bản Ai này thì nó sẽ có một cái màu xanh. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở bên cam bên này của mình đó, một cái màu xanh.
Và cái con phiên bản gốc thì nó sẽ là thủy tinh trong, còn cái phiên bản AI thì nó sẽ hơi ombre một tí, ở trên thì trong, ở dưới thì nó sẽ xuống cái phần màu xanh. Và cái khác biệt rõ nhất đó chính là ở phần nắp, khi mà con này thì là nắp trắng, trắng hơi kiểu sứ một tí. Đó, nó có cái hình như ở cái hình con rắn quấn lấy cái phần nắp. Còn cái phiên bản này thì các bạn có thể nhìn thấy nó là một cái màu kiểu hơi xỉn xỉn. Đó. Về cái phần vòi xịt của hai con này thì đối với cá nhân tôi ấy, cái phiên bản Hogwarts For Him này nó có một cái vòi xịt độ tỏa rộng hơn so với cái phiên bản AI, phiên bản ra mắt năm 2024. Nhưng mà cái con AI này thì nó có cái độ tỏa nhỏ hơn nhưng mà cái lượng dui nó lại ra nhiều hơn. Nên là mỗi lần xịt hai con này thì tôi kiểu một hai lần đầu thì tôi khá là bất ngờ. Thế nên là để có một cái lượng dui ở trên da, nước hoa ở trên da nó chính xác như nhau, cố gắng làm sao để hai con có một cái nước hoa trên da ổn nhất, giống nhau nhất để test về cái phần hiệu năng, thì đến lần thứ 3, thứ 4 là tôi đã phải kiểu sử dụng khoảng cách khác nhau. Thế nên là với những người nào đang có ý định mua mới này nhá, thì các bạn nên để ý một tí, xịt nó cũng phải cách xa ra thì nó có một độ phủ rộng ở trên da của các bạn được. Thì đấy là về cái phần thiết kế và ngoại hình thôi, rất là dễ nhận biết, không có quá khó. Đặc biệt là con AI thì nó cũng có cái phần ghi luôn cái chữ AI ở đây. À, tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về đó chính là phần mùi hương của hai chai nước hoa này. Thực ra thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi ngay ở cái phần bảng thành phần. Và cái bảng thành phần này, cái việc thay đổi này nó cũng sẽ làm cho các bạn có trải nghiệm mùi hương rõ rệt hơn. Sự khác nhau các bạn nhận thấy ngay ở phần top note, mà chả cần phải là một người ngửi nước hoa quá nhiều. Kể cả các bạn chưa ngửi nước hoa bao giờ, các bạn ngửi hai chai nước hoa này, các bạn cũng sẽ thấy nó có sự khác nhau. Đầu tiên đó chính là ở bảng thành phần, thì ở cái phiên bản Hogwarts Eye này nó có thêm một nốt hương, đó là cam thảo. Và cam thảo ngoài đời sống hàng ngày thì các bạn cũng sẽ thấy là nó xuất hiện có một cái vị ngọt ở hậu vị kéo dài rất là rõ rệt. Và ở đây thì nó bỏ cái nét của quế đi, em này thì nó lên thêm nét của quế. Và đây là hai cái nó sẽ thay đổi cái phần trải nghiệm mùi hương các bạn nhận thấy ngay lập tức. Thì khi mà các bạn xịt hai con này ra ấy, thì cái ở phần cái top note của hai chai nước hoa này, ở cái phiên bản gốc thì các bạn nhận thấy một cái nét có phần hơi chua, the the, cay cay. Nó là mình nghĩ tới những cái loại ô mai khô chua cay rất rõ rệt. Còn đối với cái phiên bản AI này mới Flanker ra mắt năm vừa rồi, thì cái phiên bản này nó sẽ làm cho các bạn nghĩ tới những cái loại trái cây, cụ thể đó chính là những cái loại mứt trái cây. Nó không phải là loại mứt để quết lên bánh mì nhá, mà sẽ là mứt để ăn vào ngày Tết ấy, mứt đào này, xong rồi kiểu mứt mận, kiểu như vậy. Đó, và cái độ ngọt của hai chai nước hoa này ở phần top note ấy, thì phải nói luôn đó là Hogwarts Eye này có mở đầu cái nét ngọt rất rõ rệt. Và thực sự thì mình nghĩ là với những người dùng cơ bản ấy, thì các bạn sẽ bị con Eye này nịnh mũi hơn, thay vì là cái nét có phần hơi quế cay cay kiểu tiêu tiêu như ở cái phiên bản gốc. Đấy là cái đầu tiên. Sau 15 phút ở trên da thì mùi hương bắt đầu có sự biến chuyển. Ở cái phiên bản gốc nó sẽ chuyển sang cái hơi hướng hơi kiểu kẹo cao su quế với một chút cái vị trái cây ngọt nhẹ nhẹ. Còn ở cái phiên bản Flanker này thì nét ngọt nó bắt đầu được đẩy lên làm cao độ, và nó, các bạn sẽ thấy rằng nó chiếm làm chủ đạo của phần mùi hương từ sau khoảng 15 phút cho đến 2 đến 3 tiếng ở trên da. Đấy là rất là rõ. Và cảm giác ấy, thì ở cái phiên bản AI này nó có cảm giác tươi mới hơn, sống động hơn và có cảm giác unisex hơn, chứ nó không có xu hướng là một cái mùi hương kiểu nam tính. Thế nên là sau một cái thời gian trải nghiệm khá là kỹ thì ở phần top note, kể cả 1 đến 2 tiếng mặc ở trên da, thì mình vẫn thích cái phiên bản gốc hơn. Vì phiên bản gốc nó có cái nét cay của quế, nó mang tới một cái sự nam tính ấm áp, dễ chịu hơn, thay vì đẩy cái nét ngọt này lên. Và các bạn còn nhớ chứ, lúc ấy mình vừa nói rằng ở cái phiên bản AI này các bạn sẽ nhận thấy cái nét của cam thảo. Và cái nét cam thảo này trong khoảng tầm 1 tiếng đầu thì nó kết hợp cùng với nét ngọt của trái cây, nó mang tới cho các bạn một cái trải nghiệm ngọt khé kéo dài đâu đó khoảng tầm 3 tiếng ở trên da. Đây là một cái mà mình không thích. Mặc dù là đến tiếng thứ tư thì bắt đầu cái vị ngọt nó bớt dần, mùi hương nó bay bớt đi thì nó mới cảm giác dễ chịu hơn. Thì lúc này sau khoảng tầm 4 tiếng thì mình lại quay trở lại thích cái mùi hương của cái phiên bản mới. Vì thế thì đây là một cái trải nghiệm mà tôi rất là muốn chia
chia sẻ từng giai đoạn cụ thể. Ở phần top note thì tôi thích cái này. Con này Twilight Down thì nó cũng xuống bay ngọt, nhưng mà nó không quá ngọt như là ở cái phiên bản Eye này. Nhưng mà khi mà Twilight Down khoảng tầm 4 tiếng ở trên da, mùi hương này bắt đầu mờ dần, thì con này nó lại tạo nên một cái nét ngọt dịu, hơi trái cây kiểu mận miếng các thứ, nó lại dễ chịu hơn. Với mình thì con này các bạn nên cân nhắc, đặc biệt là với những người mà không thích cái vai quá ngọt, kiểu ngọt khé, như kiểu các bạn ăn những cái đồ ngọt quá nhiều mà nó kiểu hơi có phần rát lưỡi hoặc là kiểu khé lưỡi ở cuống họng ấy, thì các bạn nên cân nhắc một chút về con ai này. Và cái yếu tố tiếp theo mà các bạn rất cần cân nhắc ở đây đó chính là về phần hiệu năng. Hai mùi hương này trên da từ sau khoảng tầm 1 tiếng từ khi các bạn xịt thì hai con có hiệu năng xem nhau. Nghe thì có vẻ rất là lạ đúng không? Nhưng mà các bạn hãy nhớ đó chính là ở phiên bản gốc thì nó sẽ là cái bay spicy, fresh spicy, còn ở đây là nét ngọt. Và một cái nét ngọt mà nó có một cái độ tỏa mà ngang với một cái mùi kiểu hơi the the cay cay thì các bạn biết là độ ngọt của nó như thế nào nhá. Còn về cái độ lưu hương ở trên da thì con phiên bản Flanker Hogwarts Eye này thì có phần khá là đơn điệu về phần chuyển biến về mùi, và mùi hương này nó lưu trên da mình trung bình khoảng tầm 7 tiếng. Đây là một cái độ lưu hương khá tốt. Đó, thì cái phiên bản này thì đợt trước làm review rồi nó cũng chỉ tầm 5 đến 6 giờ thôi. Phiên bản này là 7 tiếng là tối thiểu ở trên da các bạn, và nó cũng sẽ tỏa tốt hơn cái phiên bản gốc. Chắc là đâu đó tầm 2 đến 3 tiếng đầu nó tỏa tốt hơn. Con này thì đến tiếng thứ 2 bắt đầu lịn dần rồi. Còn cái con này thì vẫn tỏa bền bỉ rất là ổn nhá, tầm chắc là khoảng tầm nửa cánh tay, hơn nửa cánh tay một tí. Thế thì đây chính là cái yếu tố mà các bạn sẽ đưa ra quyết định rằng hai chai nước hoa này thì chai nước hoa nào có thể xài được mùa hè, và mùa hè thì có thể là xài vào cái thời điểm nào. Đối với cá nhân mình thì mình vẫn recommend đến các bạn phiên bản gốc để các bạn có thể xài vào mùa hè, đi chơi buổi tối mát mẻ. Đó, thực ra thì cũng không cần phải quá mát mẻ đâu, buổi tối thôi là các bạn hoàn toàn có thể mặc được Hogwarts phiên bản For Him gốc rồi. Còn đối với cái phiên bản Eye này thì mình nghĩ sẽ là một ngày trời mưa, thời tiết nó sẽ tụt chênh lệch với những ngày thường đâu đó khoảng tầm 5, 7 cho đến 10 độ C thì các bạn có thể mặc được mùi hương này. Và mùi hương này thì nó có một cái độ tỏa tốt hơn, thế nên là nó sẽ phù hợp để cho các bạn có thể muốn mặc một cái mùi hương thu hút ở trong một cái đám đông nhiều hơn. Đó. Và mùi này thì cũng có một cái phần hơi khác về cái phần phong cách so với cái phiên bản này. Ở em này thì mình nghĩ là sẽ là một anh chàng có phần bụi bặm hơn, có phần ít nói hơn và trưởng thành hơn so với cái phiên bản Eye này. Eye này thì sẽ là những chàng trai thích những nơi đông người. Nó có hơi hướng hơi giống Uchamel, hơi giống Le Male Le Parfum, như là một cái phiên bản không ngọt khé, không ngọt ngấy như những anh chàng đó, mà có phần khéo léo hơn trong cái việc lựa chọn về phần mùi hương. Và với mình thì Hogwarts Eye các bạn có thể mặc đâu đó tầm 18 đến 20 tuổi đổ ra là hoàn toàn ok. Còn với cái phiên bản gốc thì mình nghĩ là sẽ có một cái độ tuổi trưởng thành hơn, chênh khoảng tầm 2 đến 3 tuổi thôi. Đấy. Còn về cách ăn mặc thì tôi nghĩ là thế nào cũng được. Hai con này thì cũng không quá. Đặc biệt là cái phiên bản Eye này thì tôi nghĩ là cả nữ cũng có thể mặc được luôn. Vì thế thì với cái thời tiết mà mùa hè gọi là mưa, vừa mới mưa xong thì cái phiên bản Eye là một cái phiên bản lựa chọn ok. Còn đối với những cái ngày mà nhiệt độ trung bình khoảng tầm 35 độ C loanh quanh tầm đấy buổi tối thì các bạn có thể mặc phiên bản gốc. Mình thì mình vẫn thích cái phiên bản gốc hơn, chỉ thích cái em này khoảng dry down 4 đến 5 tiếng ở trên da như vậy mình vừa chia sẻ thôi. Nên là với mình thì mình vẫn recommend này. Còn đối với những người thích ngọt thì recommend phiên bản Eye này sẽ là lựa chọn tốt hơn, kể cả về phần hiệu năng cũng như là cái độ ngọt của mùi hương. Không biết là mùi hương này thì các bạn đã từng được thử qua hay chưa? Giá thành của em nó thì cũng khá là rẻ ở trên thị trường. Hy vọng đây sẽ là một cái video giúp các bạn có một cái đánh giá, một cái góc nhìn nó sẽ rõ rệt hơn để các bạn đưa ra lựa chọn phù hợp với cái nhu cầu và mong muốn của chính bản thân các bạn. Vì thế thì tôi cũng sẽ làm cái video ngắn tổng hợp nhanh nhanh thôi. Hai mùi hương này ở bên nền tảng TikTok. Xem sâu xem dài thì vẫn là khuyến khích ở bên này. Và nếu thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.